Cách đây 6 năm, em lúc đó chắc mới lớn, vô tình đi Thái Lan chơi thì ảnh lại gõ cửa nhầm phòng nhưng mà lại đúng tên. Nhưng mà cái phản xạ khi mà em mở cửa ra thì ảnh lại là xông vào. Cho nên là em đã báo công an và em ở lại Thái Lan, không có về nước vào sáng đó. Mà trong cái bối cảnh nào mà gõ lộn cửa phòng? Thì ở chung khách sạn á chị. À. Mà em cũng có bạn ở trong khách sạn đó luôn. À. Em mới về em mới gõ lộn cửa phòng. Vậy là đi du lịch thôi em? Dạ thì giờ em thì đi du lịch bên đó, còn hồi trước thì em làm việc ở bên Thái Lan. À lúc đó em làm việc hẳn bên đó luôn. Dạ.